si la lại. Chín cúc, cốc bia thôi. Xin lẩu tang bia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng thế, hôm nay sẽ hào chân. Ôi cái ảo ơi. Hùng Anh, bọt. Làm chi bàn lạc xin tay cả bóp bền nè. Đâu, ảo đâu, ảo đâu. Đấy, kinh thật đi, ảo đi. Ảo đâu, ảo đâu, ảo đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ảo hùn ông bé hùn nè. Này. Kinh nói thật đó. Này, thầy đi. Nè, bóng chân. Này, nó hãy quay tìm mắt ơi. Chú hùn đi ạ. Cái. Một tè, một ba rồi anh ạ. Trường ấy nó lẩu những cái khỉ thí mà có. Ông lầu hơi cái nhảy vẫn
nó em đã phá mất tiếng ấy chờ mà phải nhầm màu rồi nòng mặt cho lẻ giòn đấy ai phải đấy em nói nó không lẩu hỏi em ra hử con nó chặt pin lẩu là tiếp theo này anh à nói bóng lăn cản sân nha mày không tuổi lẩu khách nhân mới khẳng quạt nâng quá khách là cốc lẩu biết đâu hết màu cuộc năm là mới bằng xe máy nâng hết biết đâu nữa xe máy đi sơn nâng mà áo mắn khá nó lúc cười cái ế cái lại hình đó sớt chuyến xe đó bằng xe máy nâng mà quá tôi mua đi mua nâng em hết biết đâu nữa nên mà biết mà tôi thấy nó hoài hả đang làm phẳng lưu trai nên làm phải làm sao lưu trai ải đó đi sao ải nó đấy thì cũng đi tôi nghe ăn cùng đi xong trái tiến ra cậu ấy nè đi rồi tiền người ta không đâu cậu làm cho không phải mình cậu ấy nè cậu mà tôi cũng muốn thế đấy mua anh nghe rồi lẩu lại giờ chưa hả mắt sao tăng em mua cái lẩu mới này lẩu nồi chắc lẩu nồi thôi mua cái giống nữa các bạn.